giúp phổi khỏe mạnh tại nhà trong 3 ngày. Mách các bạn một phương pháp đơn giản và hiệu quả để làm sạch phổi tại nhà trong 3 ngày có tác dụng ngay cả với những người hút thuốc lâu năm. Thứ nhất, các bạn hãy chuẩn bị 400g đường nâu, 400g tỏi bóc vỏ đập dập, một lát gừng, 1 lít nước và 2 thìa tinh bột nghệ. Cách làm như sau: đun sôi 1 lít nước với 400g đường nâu, sau đó cho 400g tỏi, 2 thìa tinh bột nghệ và 1 lát gừng vào đun sôi nhỏ lửa cho đến khi cạn còn 1/2 nước thì bắc ra để nguội. Cho vào bình thủy rồi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Uống mỗi ngày 160ml chia làm 2 lần sáng và tối, trước ăn 30 phút liên tục trong 3 ngày. Cứ làm như thế 3 tháng một lần, đảm bảo những chất độc tích tụ lâu ngày trong phổi của bạn sẽ biến mất, trả lại cho bạn một lá phổi khỏe mạnh. Ngoài ra còn một cách tối ưu nữa để giúp lá phổi của bạn luôn được khỏe mạnh, đó là tập hít thở bằng bụng mỗi ngày chỉ 10 phút, nhưng sẽ giúp bạn khỏi dứt điểm các bệnh viêm mũi họng, viêm xoang, viêm phế quản và cả hen suyễn nữa. Trước đây Thuận từng bị tất cả những triệu chứng trên, nhưng nhờ tập hít thở bằng bụng mà đến giờ nhiều năm rồi Thuận không còn mắc lại những bệnh đó nữa. Ai muốn tập hít thở đúng cách để bảo vệ phổi, hãy để lại comment, Thuận sẽ hướng dẫn cho các bạn. Nếu bạn thấy hữu ích, hãy lưu lại để áp dụng và cùng Thuận chia sẻ để giúp nhiều người hơn bạn nhé. Bích Thuận cùng gia đình bạn khỏe đẹp mỗi ngày.